Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 31 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các sở ngành, huyện, thị xã, thành phố cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Vai trò của kinh tế tư nhân, động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đổi thay ở xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ, nơi Mai Cờ khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Thượng tá Đinh Hồng Phong 2 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quân khu. Nhộn nhịp thị trường đồ dùng học tập trước thềm năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp với các sở ban ngành các huyện, thành phố, thị xã xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại phiên họp, Sở Tài chính đã trình dự thảo quyết định ban hành quy định về việc tổ chức lại và quản lý sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Hưng Yên, dự thảo quyết định về việc tiếp nhận quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm tỉnh Hưng Yên, tạm ứng ngân sách trung ương để hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện các nhiệm vụ chi cần thiết cấp bách năm 2020. Sở Giao thông Vận tải trình dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên. Sở Nội vụ trình ban hành kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Hưng Yên năm 2020. Sở Giáo dục và Đào tạo trình dự thảo kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhất trí với các dự thảo mà các sở ngành xây dựng. Trên cơ sở đề xuất các vị trí việc làm còn thiếu của các huyện, Sở Nội vụ tổng hợp sớm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định tổ chức thi tuyển công chức. Việc tổ chức thi phải công bố rộng rãi trong cả nước, thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, chống gian lận. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí với kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 5 tháng 9. Buổi lễ khai giảng phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, ngắn gọn, trang trọng, vui tươi, ưu tiên các học sinh khối đầu cấp. Các nhà trường triển khai các biện pháp phòng dịch trong cả năm học, thực hiện chặt chẽ việc ký hợp đồng cung cấp thực phẩm. Hiệu trưởng và lãnh đạo phòng giáo dục phải trực tiếp chịu trách nhiệm đối với công tác này. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư cùng với Sở Y tế thẩm định việc giao kế hoạch giường bệnh để các bệnh viện có cơ sở lĩnh thuốc theo bảo hiểm đảm bảo chữa bệnh cho nhân dân, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát lại các hộ chính sách trên địa bàn tỉnh có nhà ở xuống cấp để đưa vào đề án hỗ trợ xây nhà mới. Phát huy truyền thống của vùng quê cách mạng là nơi Mai Cờ khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8 năm 1945. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập, huyện Yên Mỹ đang nỗ lực xây dựng quê hương có những bước chuyển mình rõ rệt. Ngôi nhà cũ của gia đình ông Nguyễn Đăng Tị, thôn Thổ Cốc, xã Tân Lập là nơi Ban Cán sự Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lựa chọn là địa điểm họp và ra quyết định khởi nghĩa giành chính quyền trên toàn tỉnh vào tháng 8 năm 1945. Theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng tỉnh, đội Việt Minh thôn Thổ Cốc đã tổ chức được 24 máy khâu, ban ngày giấu ở nhà dân, ban đêm khênh gia đình làng may cờ biểu ngữ, in truyền đơn áp phích. Từ đây lan tỏa khắp toàn tỉnh phục vụ khởi nghĩa. Không chỉ vậy, nhân dân trong xã đã tích cực tham gia cuộc biểu tình vũ trang để giành chính quyền với những biểu ngữ ủng hộ Việt Minh, Việt Nam độc lập muôn năm, đà đảo phát xít Nhật. Các cụ là chủ yếu là may đêm, ban ngày là địch nó hoạt động. Lúc bấy giờ thì không phải như bấy giờ đâu, làm gì có điện. Khi mà phát cờ để tức là đi giành chính quyền Hưng Yên ý, thì nhân dân rất là hào hứng ra tập trung ở cái sân kho và tức là phát cờ, dương cờ từ đấy bắt đầu tỏa các nơi. Phát huy truyền thống của một vùng quê cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập đã xây dựng quê hương, phát triển kinh tế xã hội khá toàn diện, an ninh quốc phòng ổn định. Diện mạo của vùng quê nghèo năm xưa này đã hoàn toàn đổi khác. Xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, đạt đô thị loại 5 năm 2019. Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 12%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng một năm. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh tiếp tục được duy trì và phát triển. Ban chấp hành Đảng bộ
đã đưa vào cái nghị quyết của đại hội để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Chúng tôi phấn đấu 2020-2025 là nông thôn mới kiểu mẫu để làm sao hoàn thành được cái nghị quyết của đại hội đảng đề ra. Kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công, người dân xã Tân Lập thêm một lần tự hào được sống trong vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống đó, mỗi người, mỗi gia đình nơi đây vững tin theo đảng, nghiêm túc chấp hành pháp luật, ra sức thi đua lao động, học tập để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong khi các thành phần kinh tế khác gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 gây ra, thì khối kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn giữ được nhịp độ sản xuất. Do đa số có quy mô sản xuất từ nhỏ đến trung bình, khẳng định vị thế vai trò của khối kinh tế tư nhân đã được chứng minh qua chiều dài lịch sử của đất nước. Ngày 2 tháng 9, cách đây 75 năm, ngay sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng chính phủ phát động ủng hộ quỹ độc lập và tuần lễ vàng để phục vụ công cuộc kiến thiết đất nước. Chỉ sau thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã ủng hộ 370 kg vàng và 20 triệu đồng tiền Đông Dương, chủ yếu là ủng hộ của tư nhân và các nhà tư sản. Điều này khẳng định vai trò to lớn của kinh tế tư nhân mà Đảng, Nhà nước ta đã đặc biệt coi trọng ngay từ những ngày đầu thành lập nước. Ở Việt Nam của chúng ta hiện nay thì kinh tế tư nhân đã đóng góp khoảng 30% ngân sách nhà nước, 42% GDP của cả nước và thu hút được tới 85% lực lượng lao động xã hội, góp phần cải thiện đời sống nhân dân và cũng như là tham gia tích cực vào cái việc giải quyết một số cái vấn đề an sinh xã hội chung của cả nước. Cũng chính nhờ chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước mà anh Luận ở thị trấn Nhu Quỳnh, huyện Văn Lâm này đã làm chủ một cơ sở sản xuất riêng cho mình trị giá hàng chục tỷ đồng, lợi nhuận mỗi năm từ 300 đến 500 triệu đồng. Còn nếu như không có cái sự phát triển kinh tế nhân này thì chắc cơ ngơi sản xuất của gia đình tôi nói riêng và khu làng nghề nói chung và tất cả các làng nghề nó sẽ không được như ngày hôm nay. Và đây được như này cũng là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đến kinh tế nhân. Mà nếu không có cái kinh tế nhân thì cái nền kinh tế của nước chắc chắn đến thời điểm hiện tại sẽ không bao giờ được như ngày nay. Đến hết năm 2019, Hưng Yên có hơn 7.500 doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cùng gần 5.000 hộ có giấy chứng nhận kinh doanh nộp thuế nhà nước gần 4.000 tỷ đồng. Đặc biệt, tại những địa phương có làng nghề và các nghề truyền thống thì ở đó, thành phần kinh tế tư nhân trở thành động lực chính thúc đẩy kinh tế xã hội nơi đó phát triển. Trong thời gian gần đây thì cái việc đóng góp cũng như là tạo điều kiện để thúc đẩy lên kinh tế của thị trấn Nhân Mỹ thì các cái cơ sở sản xuất tư nhân cũng như là cá thể cũng đã có nhiều cái đóng góp. Chính cái nội lực trong các cái doanh nghiệp tư nhân với nhau, họ có sự giao lưu, giao thoa giữa cái nguồn nguyên liệu. Nên từ một cái hoạt động của các doanh nghiệp tư nhân này thì tạo một cái vòng xoáy của nền kinh tế trong địa phương và tránh được cái sự ảnh hưởng lớn. Trong đại dịch COVID-19 thời gian qua đã cho thấy thành phần kinh tế tư nhân có ưu thế quay vòng vốn nhanh, linh hoạt trong điều chỉnh hoạt động kinh doanh nên vẫn giữ được ổn định sản xuất cho mình, góp phần quan trọng giữ vững đà tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Thời gian qua, khối doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp rất tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của cả nước. Không những tạo việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh mà các doanh nghiệp tư nhân còn tạo ra nhiều việc làm cho lao động ở các địa phương khác trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò tiên phong, gương mẫu của Hội Cựu Chiến binh trong mọi hoạt động của địa phương, những năm qua Hội Cựu Chiến binh xã Liên Khê, huyện Khoái Châu đã đề ra nhiều chương trình hoạt động cụ thể, thu hút đông đảo hội viên tham gia, đạt nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào kết quả phát triển chung của địa phương. Với 346 hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, Hội Cựu Chiến binh xã luôn là lực lượng nòng cốt trong theo dõi, giám sát và thực hiện các phong trào chung của địa phương như bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, để mạnh công tác tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Kết quả, Hội Cựu Chiến binh xã đã phối hợp xây dựng 34 ngõ xóm với chiều dài hơn 2,6 nghìn mét, hiến hơn 6,6 nghìn mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, để nâng cao thu nhập cho hội viên cựu chiến binh, hội đã tích cực khuyến khích tạo điều kiện góp vốn để tăng gia sản xuất,
Từ đó xuất hiện nhiều mô hình cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, mỗi năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng như gia đình cựu chiến binh Đỗ Tràng Sáng, Đỗ Quang Túy. Với tinh thần của người lính Cụ Hồ, cựu chiến binh xã Liên Khê đã đang và sẽ tiếp tục góp công, góp sức để xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp văn minh. Thưa quý vị và các bạn, liên tục 2 năm liền 2018-2019 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp quân khu, 5 năm liền được quân khu 3 và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Đây chính là ghi nhận của các cấp về sự cống hiến, nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công việc của sĩ quan quân đội Thượng tá Đinh Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Ân Thi. Theo Thượng tá Đinh Hồng Phong, khi là người lính thì dù ở cương vị nào, ở thời bình hay thời chiến cũng đều phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và xông pha nơi tuyến đầu. Vì vậy, với cương vị chỉ huy trưởng, phải thường xuyên quán triệt, ổn định tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, trực tiếp kiểm tra nắm tình hình từng bộ phận công việc chuyên môn, đặc biệt là công tác sẵn sàng chiến đấu gắn với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, phải thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của toàn đơn vị. Với người chỉ huy, phải luôn nêu cao tinh thần nêu gương, trong chỉ đạo phải kiên quyết, trong đời sống phải gần gũi, mềm dẻo. Mọi cái công việc thì đều phải mang hết tinh thần trách nhiệm và cái tâm của mình trong thực hiện các cái nhiệm vụ. Đặc biệt là gần dân, giúp đỡ dân để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Với vai trò là người đứng đầu cơ quan, thì trong mọi lời nói, việc làm đều phải gương mẫu trước cấp dưới, nói phải đi đôi với làm. Những năm qua, Thượng tá Đinh Hồng Phong đã lãnh đạo đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với ba chức năng là sẵn sàng chiến đấu, dân vận xây dựng thế trận trong lòng dân và tham gia sản xuất, đồng thời cùng với huyện hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Cùng với đó, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, cũng như công tác ứng phó với thiên tai, địch hại, ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương. Đặc biệt, Thượng tá Đinh Hồng Phong còn là người khởi xướng phong trào nâng bước các em đến trường. Trong 2 năm qua, huy động xã hội hóa và kêu gọi doanh nghiệp tham gia được hơn 100 triệu đồng, mua tặng 90 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo. Đồng chí Thượng tá Đinh Hồng Phong luôn chủ động trong công tác tham mưu đối với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các cái nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Về cá nhân thì đồng chí cũng luôn luôn gương mẫu, tích cực, đi đầu trong mọi mặt công tác cũng như là sinh hoạt. Đồng chí cũng đã chủ động tham mưu đề xuất nhiều cái hoạt động, nhiều cái phong trào có ý nghĩa thiết thực với địa phương. Tin tưởng rằng Thượng tá Đinh Hồng Phong sẽ tiếp tục phát huy, mang trí tuệ, sức lực của mình để phụng sự đất nước và có nhiều việc làm tốt, xứng đáng với bản chất bộ đội Cụ Hồ. Chương trình xin chuyển sang những thông tin khác. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Lâm vừa tổ chức bàn giao cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế cho 107 công dân. Đây đều là các chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam về tỉnh Trà Vinh làm việc. Sau 2 tuần cách ly tại 2 cơ sở cách ly tập trung là khách sạn Á Đông và khách sạn Thăng Long, các công dân được theo dõi kiểm tra sức khỏe nghiêm ngặt theo quy định, đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 và có sức khỏe ổn định, đã được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Lâm cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế đủ điều kiện đến tỉnh Trà Vinh làm việc. Ngày 28 tháng 8, Cục Quản lý Thị trường Hưng Yên đã tổ chức tặng miễn phí 10.000 chiếc khẩu trang vải không dệt, kháng khuẩn cho 2 đơn vị là Phòng Giáo dục và xã Tân Châu của huyện Khoái Châu. Trong đó, một đơn vị nói trên được phát tặng 5.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn đã được cơ quan chức năng kiểm định, đảm bảo chất lượng. Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân địa phương và các em học sinh phòng chống dịch bệnh COVID-19. Được biết, toàn bộ số khẩu trang này sẽ được Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu và Phòng Giáo dục phát tặng cho các em học sinh nghèo, những thầy cô giáo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người nông dân đến giao dịch tại Ủy ban Nhân dân xã nhưng lại quên không mang khẩu trang.
Thưa quý vị và các bạn, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động về đích nông thôn mới năm 2016 nhằm hướng tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, xã đã nhận được sự đồng thuận, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến người dân trên địa bàn, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Xác định tiêu chí trường học, y tế là một trong những tiêu chí quan trọng và cần được nâng cao. Ngay khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã đã tiến hành xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhiều hạng mục. Công tác giáo dục đạt nhiều kết quả như phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học đạt 90%. Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 1, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng theo cân nặng 10,5%. Trạm y tế xã của chúng tôi cũng được Đảng ủy, Ủy ban rất là quan tâm về việc xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ nhân viên của trạm cũng được cử đi học, nâng cao về trình độ chuyên môn, đáp ứng cho việc khám chữa bệnh của nhân dân tới trạm. Công tác giảm nghèo bền vững, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn cũng được xã chú trọng. Xã đã quy hoạch vận động người dân thực hiện chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng khác là 69 hectare, chủ yếu trồng một số cây ăn quả như nhãn, ổi, bưởi diễn và đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Song song với phát triển nông nghiệp, xã Hiệp Cường còn quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thu hút trên 1.000 lao động. Xác định tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để hoàn thiện hơn, thời gian qua đã có sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Do đó, các thôn đều quy hoạch khu đổ rác tập trung, nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, duy trì việc quét dọn đường làng ngõ xóm. Trong quá trình tập trung nâng cao một số cái tiêu chí còn yếu còn thiếu, thì khó khăn nhất của địa phương là công tác vệ sinh môi trường. Bà con nhân dân là một số còn hạn chế. Trong khi đó là những cái kinh phí đầu tư cho thu gom rác thải của xã là rất thiếu. Chúng tôi thì huy động đoàn thể, huy động hội viên, đoàn viên và nhân dân để tập trung thu gom rác thải, thực hiện tốt cái môi trường. Từ năm 2017 đến nay, xã đã đạt được những kết quả quan trọng, xây mới trên 3 km đường trục thôn, nội đồng. Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 45 triệu đồng một người một năm. Đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, diện mạo quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ngày khai giảng đang đến rất gần, thời điểm này các trường học trên địa bàn huyện Ân Thi đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất để đón học sinh bước vào năm học mới. Thay vì học tại các điểm lẻ trong 6 thôn của xã như trước đây, năm học mới này, cô và trò trường mầm non xã Bắc Sơn sẽ có ngôi trường mới, khang trang với quy mô rộng trên 3.000 m². Hiện nay, các hạng mục của công trình đang được gấp rút thực hiện, đảm bảo tiến độ để bàn giao cho nhà trường đi vào sử dụng ngay trong năm học mới này. Công việc trang trí 6 phòng học mới và sáng tạo đồ chơi cho trẻ cũng được tập thể cán bộ giáo viên của nhà trường khẩn trương hoàn thiện. Các đơn vị nhà trường, địa phương, các xã thị trấn rất là quan tâm trong cái việc huy động xã hội hóa xây dựng cơ sở vật chất, làm rất tốt cái công tác rà soát và đang tích cực trong cái việc xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ cho năm học mới. Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2016 đến năm 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2020, huyện Ân Thi và các xã thị trấn đã đầu tư xây mới 2 trường trung học cơ sở, nâng cấp 124 phòng học bộ môn cho 13 trường và xây dựng nhà vệ sinh lán xe cho 6 trường. Đến năm 2020, huyện Ân Thi hỗ trợ mua sắm đồ dùng, đồ chơi, bàn ghế, thiết bị dạy học cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Với các nguồn lực từ cấp trên, của địa phương và sự chung tay góp sức của các cá nhân, tổ chức, cơ sở vật chất, trường lớp tại huyện Ân Thi, những năm gần đây được thay đổi rõ rệt, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các nhà trường. Năm học 2020-2021 đã cận kề, thị trường sách vở và đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng sôi động hơn. Bên cạnh sự đa dạng phong phú về mẫu mã, nhìn chung năm nay giá cả các đồ dùng học tập vẫn giữ mức ổn định. Những ngày cuối tuần, các cửa hàng siêu thị bán đồ dùng học tập trên địa bàn thành phố Hưng Yên luôn đông khách. Bởi đây là thời điểm nhiều phụ huynh tranh thủ thời gian nghỉ hè còn lại của con để mua sắm những đồ dùng cần thiết trước khi bước vào năm học mới. Con thì mình năm nay vào lớp 1 nên là
cũng rất là quan tâm đến cái đầu sách. Thì mình mua một số sách giáo khoa này, rồi sách tham khảo và các cái đồ dùng học tập cần thiết. Giá cả thì cũng không có tăng so với các năm khác. Đấy, chỉ riêng có sách giáo khoa của lớp 1 có tăng thôi. Theo một số siêu thị sách cho biết, giá cả các mặt hàng nhìn chung vẫn giữ mức ổn định so với năm trước. Trong đó, tập vở có giá từ 4.000 đến 12.000 đồng một cuốn tùy loại. Ba lô cặp sách giá từ 100 đến 500.000 đồng một chiếc. Giá sách dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 vẫn ổn định từ 53.000 đồng đến 180.000 đồng, chưa tính sách tham khảo. Đa phần các đồ dùng học tập đều là dòng sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao với mẫu mã bắt mắt đa dạng, được đông đảo nhiều bậc phụ huynh lựa chọn chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.